Mọi pháp sư fairy tale, cô đang đến bao niềm tin cô mang theo, với ước muốn sẽ ra dập họ và nhờ nó sư đưa cô đi theo. Trong khi đó gặp người giá danh của họ để dễ dàng treo gạo. Cô là người của một dòng tộc có đề quyền quý là Hephilia. Nó có danh gần như bậc nhất ngũ tại vương quốc của Phiore và được sinh ra gia đình giàu có, cha và mẹ là một thương gia. Nhưng sau khi mẹ cô mang thai thì họ đã phải tách ra. Họ có tên lớp Enluki và kể từ đó tên cô sinh ra. Đó là khi cái tên của họ đã vô tình mất đi chữ K và chữ đó chính là Lucy. Đó là tên của cô Lucy. Nó bắt nguồn từ tên của họ và ai cũng biết đó là lúc khi trở lại với gia đình của mình, cô có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đó là trước những gì xảy ra khi cô 10 tuổi thì mẹ đã mất. Cha của cô ám ảnh công việc và tất cả vấn đề kinh doanh. Ông bỏ rơi con gái của mình khiến cô ra đi mà không hối hận. Cô tìm đến với Fairy Tale và kèm theo ước muốn của mình là pháp sư thành viên của họ, khả năng điều khiển được các tinh linh. Cô khác với các thành viên khác, không bao giờ cô dùng vũ lực. Cho dù họ làm gì đi nữa thì cô không hề có vẻ bực tức. Những tinh linh thế giới bên kia và cô dùng chìa khóa để mở. Trước khi đó cô phải giao ước là cách tối thiểu để họ giúp đỡ, đi theo cô những ngày nhất định để chiến đấu và bảo vệ cô. Mỗi tinh linh sức mạnh khác nhau giúp thực hiện nhiệm vụ cho cô. Mỗi tinh linh đều có chức riêng, kèm theo đó là cá tính khác. Cô sở hữu các chìa khóa vàng và đồng thời các chìa khóa bạc. Và Lucy có thể điều khiển đóng mở cổng của các tinh linh. Khả năng đó đáng được ghi nhận tại hội của một pháp sư tinh linh. Cô chứng minh mình rất thông minh, luôn nhạy bén một cách logic. Thích đọc sách mỗi lúc rảnh rỗi vì cô biết là nó có ích, sẽ giải được các câu thần chú mà ít ai có thể giải đáp. Vượt qua dễ trong một cuộc thi, trở thành pháp sư cấp S. Cô có khả năng là sử dụng roi thay cho một số tinh linh. Trong trường hợp không gọi được họ thì dùng chính sức của mình, sử dụng nó như một vũ khí rất hiệu quả ở trong chiến đấu, giúp thoát khỏi một số nguy hiểm trước khi đồng đội đến sau. Cô sử dụng chiếc roi ngân hà sau khi roi lúc trước đã mất. Nó đặc biệt đến từ chùm sao ở tinh linh một thế giới khác và phụ kiện luôn theo bên người. Vì do cô rất ham đọc sách, có khả năng đọc hết cuốn sách chỉ mất vài phút với kính cường tốc. Dù cơ thể cô rất mỏng manh nhưng chịu đựng một cách bền bỉ, vượt qua hết tất cả khó khăn ở trên con đường mà cô đang đi. Một pháp sư tinh linh, cô thông minh đến từng lý trí, là một người không bao giờ thiếu chiến đấu bằng tất cả ý chí. Cô tìm đến với Fairy Tale và kèm theo ước muốn của mình là pháp sư thành viên của hội, khả năng điều khiển được các tinh linh. Cô khác với các thành viên khác, không bao giờ cô dùng vũ lực. Cho dù họ làm gì đi nữa thì cô không hề có vẻ bực tức. Những tinh linh thế giới bên kia và cô dùng chìa khóa để mở. Trước khi đó cô phải giao ước là cách tối thiểu để họ giúp đỡ, đi theo cô những ngày nhất định để chiến đấu và bảo vệ cô. Mỗi tinh linh sức mạnh khác nhau giúp thực hiện nhiệm vụ cho cô. Mỗi tinh linh đều có chức riêng, kèm theo đó là cá tính khác. Cô sở hữu các chìa khóa vàng và đồng thời các chìa khóa bạc. Và Lucy có thể điều khiển đóng mở cổng của các tinh linh. Khả năng đó đáng được ghi nhận tại hội của một pháp sư tinh linh.